Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ba di dân người Việt bị kết án tù ở Hồng Kông. Ngày 27 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay Hồng Kông kết án tù ba di dân Việt bán thịt chó mèo. VOA dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết một tòa án ở Hồng Kông hôm 27 tháng 9 đã tuyên án ba người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam hơn 17 tháng tù vì kinh doanh một nhà hàng không có giấy phép bán thịt chó và thịt mèo cho những người đồng hương tại đây. Tờ báo nói trên ghi nhận rằng tại phiên tòa được xét xử ở tòa án West Kowloon, luật sư bào chữa cho ba người Việt nói thân chủ của bà không biết rằng việc bán và ăn các món ăn từ thịt chó mèo ở Hồng Kông là bất hợp pháp vì họ đều đến từ một quốc gia mà việc tiêu thụ thịt các loại động vật này là được chấp nhận. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho biết đầu tháng trước chủ quán ăn người Việt Trần Quang Tân, 51 tuổi, đã nhận tội kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không được cấp phép. Ông Tân đã thuê vợ mình là Lê Thị Oanh, 44 tuổi và con rể là Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi, làm việc tại nhà hàng trong một căn hộ chung cư ở Mong vào đầu năm nay. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cả ba bị cáo thừa nhận tội bán thịt chó làm thực phẩm và sử dụng thịt chó mèo để tiêu thụ. VOA cũng cho biết tờ báo trên dẫn lời thẩm phán Gary Chu nói rằng việc bán thịt chó mèo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tội làm việc bất hợp pháp tại Hồng Kông. Với tư cách là những người được cấp quyền không bị trục xuất nhưng không có quyền làm việc. Theo VOA, lực lượng thực thi pháp luật đã tịch thu 35 kg thịt chó mèo khi đột kích vào căn chung cư của các di dân Việt trong vụ án này. Những túi thịt này được cho là được vận chuyển lậu vào Hồng Kông bằng đường thủy. VOA tiếp tục dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết Hồng Kông cấm giết mổ và bán thịt chó mèo kể từ năm 1950. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng và mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hồng Kông. Những hành vi như vậy cũng đã bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ tháng 5 năm 2020. Bên cạnh đó, VOA dẫn báo Vietnamnet cho hay việc tiêu thụ thịt chó mèo không bị cấm ở Việt Nam. Tuy nhiên, những người Việt thế hệ trẻ đã có những nhìn nhận khác và mong muốn hoạt động buôn bán thịt chó mèo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Việt Nam, hình ảnh một quán ăn Việt tại Hồng Kông. VOA cũng cho biết thêm, tại Hồng Kông, những người nhập cư bất hợp pháp có thể yêu cầu sở di trú bảo vệ để không bị trục xuất. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ không bị trục xuất đến một quốc gia mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc tra tấn. Nhưng theo sắc lệnh di trú, họ bị cấm nhận bất kỳ công việc nào, dù có lương hay không, hoặc thành lập, hoặc tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là một hành vi phạm tội có thể bị phạt tối đa là 50.000 đô la Hồng Kông và 3 năm tù. Liên quan đến vụ án này, trước đó VOA đã loan tin về phiên xét xử tại tòa án West Kowloon đối với ba bị cáo trên hôm 8 tháng 8. Bản tin này cũng dẫn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết bị cáo thứ tư là Trần Nhật Minh, con trai 16 tuổi của vợ chồng ông Tân và bà Oanh, đã không nhận tội trước ba cáo buộc gồm bán thịt chó mèo, sử dụng thịt chó mèo để tiêu thụ cũng như làm việc bất hợp pháp. Những người Việt bị xét xử trong vụ án này đều đã nộp đơn xin không bị trục xuất khỏi Hồng Kông. VOA dẫn tin từ các tờ báo của Hồng Kông cho biết những người trong gia đình này đã bị bắt giữ từ ngày 29 tháng 2 khi các cơ quan công quyền của Hồng Kông phối hợp hành động đột kích vào căn hộ chung cư của họ và phát hiện ra một lượng thịt chó mèo được cất giữ trong 34 túi. Cơ sở này đã hoạt động được 6 tháng và chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Hồng Kông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin ba di dân Việt bị kết án tù ở Hồng Kông. Các quốc gia trong khu vực phản đối vụ thử tên lửa của Trung Quốc. Ngày 26 tháng 9, BBC tiếng Việt loan tin Trung Quốc thử tên lửa tầm xa, quốc gia lân cận lo lắng. Theo BBC, Trung Quốc đã có vụ phóng thử hiếm hoi tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM vào vùng biển quốc tế khiến nhiều quốc gia phản đối. BBC dẫn thông báo của Bắc Kinh nói rằng vụ phóng tên lửa hôm 25 tháng 9, vụ phóng trên biển đầu tiên sau hơn 40 năm của nước này là hoạt động thường lệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc nói rằng
chính phủ nước này đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan. Tuy nhiên, BBC cho biết Nhật Bản, Úc và New Zealand đều nói rằng họ không được thông báo trước, đồng thời bày tỏ lo ngại về vụ phóng thử. Các nhà phân tích cho rằng vụ phóng này thể hiện rõ khả năng hạt nhân tầm xa ngày càng phát triển của Trung Quốc. BBC nhắc lại năm 2023, Mỹ từng cảnh báo rằng Trung Quốc đã gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình trong chiến lược nâng cấp hệ thống phòng thủ. Một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bay xa hơn 5.500 km, đưa phần lãnh thổ của Mỹ ở lục địa và Hawaii vào tầm ngắm của Trung Quốc. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết theo ước tính, kho vũ khí của Trung Quốc vẫn chưa bằng 1/5 kho vũ khí của Mỹ và Nga. Và lâu nay, Trung Quốc luôn khẳng định rằng việc duy trì hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích răn đe. BBC dẫn lời các nhà phân tích nói rằng vụ phóng thử tên lửa ICBM vào vùng biển quốc tế gần nhất của Trung Quốc là vào những năm 1980. Thông thường, Bắc Kinh cho phóng thử trong nội địa vào sa mạc Taklamakan ở khu vực Tân Cương về phía Tây. Vụ phóng thử lần này dường như cũng thể hiện sự thay đổi trong hướng tiếp cận hạt nhân của Trung Quốc. BBC dẫn phản ứng của Nhật Bản nói rằng họ không được báo trước và thể hiện quan ngại sâu sắc về sự việc. BBC cũng dẫn nhận định của Úc rằng vụ phóng thử gây mất ổn định và làm gia tăng nguy cơ trong khu vực nếu đưa ra tính toán sai, đồng thời nói rằng họ đề nghị Bắc Kinh đưa ra một lời giải thích. BBC dẫn tiếp đánh giá của New Zealand, gọi đây là một động thái không được chào đón và đáng lo ngại. Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa ICBM của Trung Quốc. BBC dẫn lời ông Ankit Panda, một nhà phân tích về tên lửa hạt nhân, cho rằng hành động của Trung Quốc không nhằm gửi đi một thông điệp chính trị, nhưng việc này rõ ràng sẽ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với các quốc gia trong khu vực và Mỹ rằng bối cảnh hạt nhân ở châu Á đang thay đổi nhanh chóng. BBC dẫn nhận định của ông Leif Erik Esli, giáo sư quan hệ quốc tế ở Hàn Quốc, rằng đối với Washington, thông điệp này nói rằng hành động can thiệp trực tiếp vào một cuộc xung đột tại eo biển Đài Loan có thể khiến Mỹ gặp nguy hiểm. Tuyên bố của Trung Quốc nói rằng vụ phóng không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng hiện vẫn còn đó những căng thẳng cao độ giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Philippines và tất nhiên là căng thẳng lâu nay với Đài Loan. BBC lưu ý mặc dù mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã cải thiện trong năm qua, nhưng sự quả quyết ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực vẫn là một vấn đề nan giải, trong đó quan trọng là quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. BBC dẫn Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 25 tháng 9 nói rằng Trung Quốc đã và đang thực hiện bắn tên lửa và các chương trình tập luyện khác với lịch trình dày đặc trong thời gian gần đây. Bắc Kinh thường xuyên điều tàu và máy bay vào vùng biển và không phận của Đài Loan. Đây là một chiến thuật vùng xám nhằm bình thường hóa hành động xâm phạm này. BBC dẫn ước tính của Lầu Năm Góc, theo đó kho vũ khí của Trung Quốc đang có hơn 500 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng, trong đó khoảng 350 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Mỹ cũng dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin các quốc gia trong khu vực lên án vụ thử tên lửa của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.